hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới thời gian qua các tổ chức đoàn thể đã tích cực tham gia ủng hộ đóng góp thông qua các phong trào qua đó đã khơi dậy sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết chung sức chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới Thấy đường trong thôn mình còn chật hẹp khó đi, do đó bí thư tri bộ Nguyễn Đức Long đã đứng ra tiên phong hiến đất để mở rộng con đường đi qua nhà mình. Không những vậy, bằng uy tín của mình, ông còn tích cực tuyên truyền vận động bà con trong thôn tham gia hiến đất làm đường. Trong công tác xây dựng nông thôn kiểu mới, kiểu mẫu là trong gia đình chúng tôi là con đường chất động hẹp, chúng tôi cũng mở rộng cái con đường của gia đình ra để cho được cho mọi người bên cạnh cũng như là của người dân trong thôn là được giao thông đi lại cho dễ dàng và thông suốt. Được tuyên truyền vận động thấy và hiểu được lợi ích của nông thôn mới đem lại nên ông Nguyễn Hữu Minh đã cùng vận động gia đình ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Mặc dù khu vườn của gia đình ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng gia đình ông Minh vẫn tham gia hiến 40 m vuông đất để mở rộng đường ngõ xóm nhận thức rõ cái mục tiêu xây dựng thôn mới là cần phải có sự chung sức của toàn dân trong đó là các hộ gia đình tập trung để cái hiến đất mở rộng đường thế mà nghĩ rằng là mình là cán bộ đảng viên cũng phải gương mẫu như thế là vợ con đồng ý ngay thông thuận ngay không có vấn đề gì băn khoăn cả sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2017, xã Bắc Lũng đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thôn Xuân Phú đã được lựa chọn làm thôn điểm để thực hiện chương trình. Để thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các đoàn thể tại địa phương có vai trò rất lớn. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay thực hiện chương trình. Kinh nghiệm về nông thôn kiểu mẫu chúng tôi cái thứ nhất là về công tác tuyên truyền cho nhân dân nhận thức được về nông thôn kiểu mẫu là cái gì để người dân hiểu được, biết được và ủng hộ trong cái việc mà xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Cán bộ là những người cựu chiến binh, rồi hội phụ nữ, hội nông dân đấy là những cái 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 đoàn thể là cánh tay đắc lực về xây dựng nông thôn mới của chúng tôi. Cũng nhờ xây dựng nông thôn mới, từ một thôn vùng xa, giao thông đi lại khó khăn mà giờ đây thôn Xuân Phú đã cơ bản cứng hóa 100% các tuyến đường giao thông trong thôn, từ đó giúp cho việc sản xuất, thông thương của bà con thuận lợi hơn.